với cả Vega trên kênh Sinh Tử Liên Minh. Mua hết trang bị khởi đầu lên solo với nó. Nghịch sao. Tám mươi đến 210 sát thương phép. Tái kích hoạt chuyển hướng ngôi sao đến vị trí mới. Sử dụng một kỹ năng đòn đánh tiếp theo của Zui sẽ gây thêm 24 sát thương phép. Lẻ. Múp múp nó. Nó hết ít năng lượng về. Dạ, hết quá ít. Chết. Tái kích hoạt 425 sát thương và năng lượng. Kỹ năng hoặc bất kỳ phép bổ trợ là tăng tập 30% tốc độ di chuyển trong 2 giây. Một hit. Rồi, bán đè. Làm im cũng trúng đạn nữa chưa đấy. Chết. Về đây. Quấy ta. Ăn lính. 14 vàng. Chết đi. Đánh thường nó phát. Farm đi. Anh em farm. Chết. Quất tạo. Rồi tăng tốc độ di chuyển. Ôi trượt rồi. Trượt mất rồi. Trượt bạn ơi. Lội tại là bắn nó. Rồi ăn đinh to. Hay lắm. Bong bóng ngủ. Hát nữa. Ba tia. Rồi. Lội tại vào kẻ địch gần nhất. Ăn nó đi. Lính. Một hit. 62 đam trụ. Tầm đánh con Zui này xa ghê đấy. Mất một vạch trụ nha. Chết. Tham đào. Thôi đi về. 65, ôi sao lại có là 65 đam phép này. 2 hit. Láo tuyệt. Chạy. Đi. Về đây. Quy. 21 vàng. Nhặt. Quy. Đi về. Một hit. Ăn lính nha. Mà cười làm gì, cứ ở ngoài đấy thì điện thoại chồng này. Ok, đây. À, đây, em mở điện thoại, em mở tin nhắn Facebook của anh ra xem nào. Nó có một cái đường link anh bỏ đấy để anh kiểm tra chết con gà lưu trên máy em. Đang bận làm mở nào được. Ok, về. Đợi tí, đợi tí. Một hit. Hơi đau đây. Chạy nhá.
Chạy. Chết tao rồi. Tí chết. Dạ. Mà hết cà phê rồi. Xuống dưới đấy được bạn Minh pha cà phê ra. Minh nó mua cái cà phê phin. Hôm nào nó cũng uống nó pha cho. Thế đoạn cầm cái cà phê kia xuống đấy mà pha. Đời để nhà bố mẹ thôi. Để bố cho mẹ thích uống. Có thể vợ lấy cái để biết. Không, ý là vợ lấy cái hộp xong là lấy một người. Để coi ăn hết này. Ăn hết đàn đấy nhỉ đã. Ui chết, 666 vàng. Lấy trụ đi các bạn ơi. 1 hit 49 dam. Thôi biến về đây. Ngon đấy. Té.